Thị trường chứng khoán của chúng ta đã trải qua một cái chu kỳ downtrend rất mạnh, giảm 42% từ đỉnh và có cái sự chiết khấu rất là lớn, chiết khấu hàng đầu thế giới. Tại sao có nguyên nhân chiết khấu và giảm sâu như thế? Bởi vì thứ nhất là do chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed. Fed tăng lãi suất rất là mạnh, liên tục tăng nhiều lần với lãi suất mỗi lần 0.75% và hiện tại đã tăng lên mức 4 đến 4.25%. Và do cái thứ hai là về vấn đề về trái phiếu. Vấn đề thứ ba là về siết tín dụng ngân hàng cho vay đối với các trường hợp mà cho vay bất động sản. Nên thị trường đã trải qua một cái chu kỳ downtrend rất mạnh và có sự chiết khấu hàng đầu thế giới. Thị trường chung giảm 43%, thì rất là nhiều cổ phiếu như dòng chứng khoán, dòng bất động sản giảm từ 80 đến 90%. Đấy, các cổ phiếu giảm sâu và hiện tại chúng ta thấy đây là phiên tạo đáy thứ nhất, đây là phiên bùng nổ theo đà. Thì thị trường đã thoát khỏi downtrend và bước vào một cái chu kỳ mới. Khi mà có bùng nổ theo đà thì nó xác nhận là thị trường chung và các cổ phiếu nói chung là thoát đáy, xác nhận đáy và bước vào một cái chu kỳ tăng mới. Ở đây ở thị trường tăng 26% nhưng rất là nhiều cổ phiếu tăng 50 đến 100%, nhiều cổ phiếu như là Dick Sell tăng rất là mạnh. Thì chúng ta thấy là thị trường đi lên như thế này và gặp liên tục gặp hai cái áp lực, một là áp lực từ phía dưới, những cái người mua bắt đáy ở phía dưới có lời và chốt lãi, và những người kẹp hàng ở bên trái này bán ra, hoặc những người thua lỗ ở trên những cái vùng 1.300, 1.500 người ta bán cắt lỗ, hiểu không? Nên hiện tại thị trường chúng ta bước vào một cái giai đoạn gọi là giai đoạn sideways, hiểu chưa? Giai đoạn sideways. Sideways có nghĩa là nó sẽ biến động trong một biên độ từ 1.000 tới 1.001, hiểu chưa? Chúng ta thấy đây là một cái mô hình cái nêm này, nghĩa là sao? Có nghĩa là đỉnh sau sẽ thấp hơn đỉnh trước và với khối lượng rất là lớn, được chưa? Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước nó có ý nghĩa là cái lượng cung đang áp đảo cái lượng cầu và thị trường sẽ rũ bỏ, ép, có một cái pha rũ ép thủng tất cả các cái hỗ trợ ở đây để ép tất cả những cái lượng cung bán ra. Đến khi nào khối lượng cạn kiệt thì tổ chức thu gom lại. Chúng ta thấy này, khi mà bán thủng cái nêm thì có test lần thứ nhất 700 triệu cổ phiếu, test lần thứ hai có 423 triệu cổ phiếu, có nghĩa là thị trường đã ở cái trạng thái kiệt cung. Và bây giờ cái trường hợp thứ nhất nếu mà thị trường đi lên thì nó có thể đi về những cái đỉnh cũ 1064 và 1001. Còn nếu trong trường hợp mà thị trường nó rơi rất là sâu như thế này với một cái khối lượng lớn, biên độ lớn, giảm 3-4%, thì thị trường sẽ dễ quay về những cái mốc 950 và những cái mốc dưới như thế này. Thì chúng ta sẽ có hai kịch bản để xử lý, được chưa ạ? Nhưng mà thường mình sẽ thiên về cái kịch bản nó đi lên, nó test lại những cái đỉnh này, được chưa ạ? Test lại những cái đỉnh này. Bởi vì thứ nhất đây là cái dòng tiền đầu cơ với một cái sự mua rất là mạnh của khối ngoại mua rất là lớn trong cái tháng 11 và cái tháng 12 vừa qua, nâng đỡ thị trường. Và đây là dòng tiền đầu cơ khi mà thấy giá cổ phiếu rất là rẻ và giảm sâu thì dòng tiền đầu cơ họ vào mua, họ bắt đáy và họ mua ở những cái phiên trong tháng 11 và tháng 12. Họ không thể bán ở những cái vùng như thế này được mà họ sẽ mua gom lại, tích lũy lại để có một quá trình tăng mới. Tuy nhiên là để có quá trình tăng mới thì thị trường sẽ cần phải có cổ phiếu dẫn dắt và có ngành dẫn dắt. Và hiện tại thì cổ phiếu dẫn dắt và ngành dẫn dắt nó chưa có xuất hiện, nên chúng ta phải chờ cho cái khi mà cổ phiếu dẫn dắt, dòng dẫn dắt nó xuất hiện, được chưa? Đấy là về thị trường chung thì mình đánh giá vẫn là trên cái phương diện tích cực là cổ phiếu nó sẽ quay trở lại test đỉnh. Và hiện tại chúng ta thấy là cái lượng cung nó đã kiệt rồi và chỉ cần một cái lực cầu đi vào thì có thể giá cổ phiếu sẽ tăng và thị trường sẽ tăng trở lại đối với những cái vùng đỉnh cũ như thế này. Và hiện tại thị trường đang rơi một nhịp này, rơi hai nhịp và các cổ phiếu nó cũng mới rơi hai nhịp, được chưa? Nếu mà nó rơi nhịp thứ ba thì chúng ta sẽ đứng ngoài, được chưa? Còn nếu mà nó sẽ tăng trở lại thì chúng ta sẽ chọn một số cổ phiếu. Chúng ta sẽ chọn một số cổ phiếu có mẫu hình để tham gia, được chưa ạ? Bởi vì đây là thị trường chung nó đang ở trạng thái sideways, mà sideways thì nó sẽ phân hóa những cổ phiếu nào đi hết chu kỳ thì nó sẽ không tăng nữa, còn những cổ phiếu nào nó chưa đi hết chu kỳ nó có thể cho cái dư địa tiếp theo thì chúng nó sẽ có thể tăng một cái nhịp nữa, được chưa ạ? Thì hiện tại thị trường sideways nó sẽ phân hóa, có nghĩa là
Tổ chức sẽ bán ra ở những cái cổ phiếu hết thời và tổ chức sẽ mua thu gom lại để cho những cái cổ phiếu tiềm năng cho tương lai, được chưa? Chúng ta cùng phân tích các dòng này. Cổ phiếu BIDV thì cổ phiếu này vẫn nằm trong một cái trend tăng. Vẫn nằm trong một cái trend tăng. Tuy nhiên là cái áp lực cái thứ nhất là cái nền này nó rất là lỏng lẻo, nền này rất là lỏng lẻo. Tuy nhiên là cái nền này nó rất là lỏng. Tuy nhiên cái nền này nó rất là lỏng nên nó phải tái tích lũy lại. Cổ phiếu CTG thì nhất là đây là nằm trong một mẫu hình vĩ đây tạo đáy, tạo đáy tích lũy. Tạo đáy tích lũy thì cổ phiếu này nó sẽ đang tích lũy tạo ra một cái pha BULPS của cổ phiếu và nó sẽ có một cái nếu mà ở đây thứ nhất là khối lượng kiệt cung có nghĩa là không ai bán ra nữa rồi và một cái nền của nó cũng khá là chặt chẽ thì nếu mà có một cái phiên xác nhận ở đây tăng mạnh mà khối lượng khoảng tầm 14 triệu cổ phiếu như cái phiên này thì chúng ta nhảy vào mở mua được chưa ạ? Đấy là CTG. HD Bank cũng thế, HD Bank cũng nó có một cái trend tăng ngắn hạn và nó cũng test đáy 1, 2, 3 lần. Hiện tại khối lượng cạn kiệt và nếu mà nó nổ lên thì chúng ta tham gia được chưa ạ? Liên Việt Postbank thì nó cũng có một cái trend đi lên rất là mạnh nhưng mà cái nền của nó cũng khá là ngắn. Thứ nhất là cái vùng này này, cái vùng này khối lượng lớn thì nó phải rũ xuống đến mức hiện tại thì đang khá là kiệt cung và cổ phiếu này chưa có điểm mua mới, chúng ta phải đợi cho nó tích lũy dài hơn một chút nhé. MBB thì sao? Chúng ta thấy MBB có nó đang tích lũy ở dưới kháng cự, đáy trước là kháng cự sau và chúng ta thấy cái đỉnh trước cũng là kháng cự sau thì cái đỉnh này nó một lần, hai lần, ba lần, bốn lần nó không vượt qua được chưa? Thì nó cần phải có một cái khối lượng lớn hơn nữa thì mới nó mới vượt qua được. Nếu mà trong trường hợp này chúng ta thấy này cổ phiếu này tăng lên với khối lượng tăng này, tăng khối lượng tăng còn giảm khối lượng thấp được chưa? Tăng khối lượng tăng, giảm khối lượng thấp thì hiện tại cổ phiếu này đã kiệt cung nếu mà nó nổ lên với khối lượng lớn, với lượng khoảng độ 28 triệu cổ phiếu, 28 triệu cổ phiếu thì chúng ta có thể tham gia nhá, nổ lên với khối lượng lớn thì chúng ta tham gia, còn không nổ thì thôi chúng ta đứng ngoài. Được chưa? OCB đấy là một mẫu hình, đây là mẫu hình nền trồng nền trồng nền và có sự rũ bỏ cực kỳ kiệt cung nếu cổ phiếu này nổ lên với khối lượng lớn, khối lượng tầm khoảng 4 triệu cổ phiếu thì chúng ta có thể tham gia đối với OCB được chưa? SHB thì cổ phiếu này đang sideways tích lũy lại khối lượng cạn kiệt nhưng mà chúng ta chờ cho nó tích lũy thêm nhá. STB thì cổ phiếu này chúng ta thấy này thị trường chung đã giảm một nhịp hai nhịp nhưng cổ phiếu này cũng giảm hai nhịp, tuy nhiên là sau khi giảm nó tăng trở lại cái phần đỉnh cũ rất là nhanh thì cổ phiếu này nếu ai có hàng tiếp tục nắm giữ có thể nó sẽ trở về những cái vùng đỉnh vùng giá 25, nó sẽ tích lũy lại quanh đây đấy, cho cái nền của nó dài một chút nó tích lũy lại với mẫu hình vai đầu vai ngược ở đây thì chúng ta sẽ có điểm mua sau. Ai có hàng tiếp tục nắm giữ còn điểm mua thì phải chờ cho nó lên cái vùng 25 nó tích lũy lại thì chúng ta tham gia nhé. Cái nền của nó dài một chút. Techcombank cũng thế, Techcombank đi lên sau đó đi ngang đấy, rũ bỏ này. Nếu mà nổ lên khối lượng lớn thì chúng ta tham gia nhé. Nổ lên khối lượng tầm khoảng 17 triệu cổ phiếu thì chúng ta tham gia sau nhé. Đấy. Tiên Phong Bank cổ phiếu nó cũng chen tăng nhưng mà cái chúng ta thấy là có tạo ra một cái nền, tạo ra vùng đáy ở đây rất là đáy ở đây rất là chặt chẽ được chưa? Nhiều lần không thủng ở cái vùng giá 18.9 rất là đẹp ở đây, nó đang tạo ra cái nền hai được chưa? Nếu cổ phiếu này nổ lên thì chúng ta tham gia, còn không nổ lên thì thôi được chưa? Vietcombank cổ phiếu này hơi bị lỏng, lỏng có nghĩa là sao? Có nghĩa là liên tục kéo lên sau đó rũ xuống, kéo lên sau đó bị bán ngược trở lại thì nó không có thiết lập cho một cái quá trình tăng mới và không có cái sự tích lũy nền chặt chẽ ở đây nên chúng ta chưa nên tham gia nhé. Còn như Vietcombank giai đoạn trước này chúng ta thấy không, Vietcombank đầu tiên là nó tạo ra một cái vùng nền đáy sideways đáy rất là chặt chẽ, sau đó nó đi lên thì nó tạo ra một cái trend tăng, sau đó tạo ra một cái vùng nền cực kỳ kiệt cung ở đây, cuối quá trình tích lũy cổ phiếu kiệt cung và cái phiên này là phiên xác nhận tham gia, thấy chưa? Xác nhận tham gia của tổ chức của dòng tiền thông minh, sau đó nó lại tiếp tục đi lên tạo ra một cái nền tảng nữa kiệt cung này, sau đó phiên này là phiên xác nhận tham gia, được chưa? Xác nhận tham gia thì chúng ta thấy là khi mà có bàn tay của tổ chức thì tổ chức nó luôn phát ra những tín hiệu để dòng tiền thông minh và tổ chức nhập cuộc đấy, như giai đoạn trước này, được chưa? Giai đoạn trước với những cái mẫu hình nền ba nền tảng giá, được chưa? Thì cổ phiếu tăng từ giá 40 lên 70 gần gấp đôi, được chưa? Hoặc là ví dụ những cái giai đoạn này một nền tảng, hai nền tảng, ba nền tảng giá thì chúng ta có thể mua ở những cái điểm khối lượng lớn dòng tiền mạnh đi vào, mua ở những cái điểm này, được chưa? Từ 30 đi lên
từ 30 đi lên 50, 55 cũng gần gấp đôi, được chưa ạ? Nên hiện tại chúng ta thấy hiện tại Vietcombank không nên tham gia, bởi vì thứ nhất là cái nền của nó lỏng lẻo, được chưa ạ? Khi nào mà nó siết cái nền lại, khối lượng cạn kiệt thì chúng ta mới tham gia, được chưa ạ? VPBank thì nó đang tích lũy dưới kháng cự. Tại sao gọi là kháng cự? Thứ nhất là đáy trước là kháng cự sau, và đây đỉnh này, một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh cũng là kháng cự, được chưa ạ? Vậy thì chúng ta phải đợi cho nó vượt cái vùng 18.7, để chợ vượt 18.7 sau nó test lại rồi chúng ta tham gia sau. Ai có hàng thì tiếp tục nắm giữ, có thể nó sẽ tiếp tục về những cái biên trên vùng 21.1 này, để chợ 21.1. Còn nếu mà cổ phiếu này chúng ta chờ cho nó kiệt cung hơn, để chợ kiệt cung hơn thì chúng ta sẽ tham gia. Hiện tại khối lượng vẫn còn đang lớn, khối lượng vẫn còn đang lớn nhá. Đấy là dòng banh. Dòng trứng thì sao? Dòng trứng điển hình như SSI này. SSI chúng ta thấy cổ phiếu này đã chiết khấu tới tận 75% từ đỉnh và có dòng tiền đi vào, có một cái sự hồi phục trong ngắn hạn, và hiện tại cổ phiếu này đang sideways tích lũy lại. Nhưng mà cái phiên này là phiên kéo vượt đỉnh sau đó bị bán ngược trở lại với khối lượng lớn. Thì đây là một phiên sell out, có nghĩa là điểm bán. Điểm bán khi mà cổ phiếu vượt đỉnh không thành công và bị bán ngược trở lại thì phiên này là một phiên bán và phiên bull trap của cái cổ phiếu. Thì sau đó cổ phiếu rũ bỏ trở lại về cái biên độ dưới. Tuy nhiên là cái biên độ dưới này chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu rũ xuống thì khối lượng cạn kiệt, có nghĩa là không còn ai bán ra nữa. Nếu mà cầu đi vào thì nó có thể quay trở về test cái đỉnh cũ này, nếu mà test không thành công thì nó lại rơi, được chưa? Nên chúng ta không có điểm vào đối với cổ phiếu này, được chưa? Không có cổ điểm vào đối với cổ phiếu này, bởi vì cái vùng này nó cũng khá là lỏng lẻo, được chưa? Chúng ta phải chờ cho cổ phiếu nó siết cái nền lại hơn và cái sự tích lũy của nó dài hơn thì chúng ta mới tham gia sau, được chưa? FTS cũng thế. Dòng chứng khoán đang không có điểm vào, nhưng chúng ta cứ chờ cho nó siết cái nền lại, khối lượng cạn kiệt hơn thì chúng ta tham gia sau. Chứ hiện tại nó đang rất là lỏng, chúng ta thấy này, giảm sàn sau lại tăng trần, đúng chưa? Chúng ta phải chờ cho nó cái nền của nó chặt chẽ lại và siết cái biên độ lại thì chúng ta sẽ tham gia sau. HCM cũng thế, nó tạo ra một cái nền khá là lỏng lẻo, đúng chưa? Lỏng lẻo có nghĩa là sao? Nó tạo ra một cái biên độ biến động lớn nhá, nên chúng ta chưa tham gia. Dòng trứng chưa có điểm vào, được chưa? SHF cũng thế này, cái nền nó rất là lỏng. Lỏng có nghĩa là sao? Nó sàn xong nó trần rồi nó tạo ra một cái phiên kéo lên rất mạnh rồi bị bán ngược trở lại, thì chúng ta phải chờ cho cổ phiếu này sideways hấp thụ tất cả những cái lượng cung bán ra, có nghĩa là những người ở dưới kẹp hàng bán ra và những cái người mà mua ở cái vùng trên này người đang kẹp hàng cũng bán ra, người ở dưới chốt lãi, được chưa? Chúng ta phải chờ cho cổ phiếu này siết nền lại, khối lượng cạn kiệt hơn thì tham gia nhé. Dòng trứng chưa có điểm vào. Dòng thép thì sao? Cổ phiếu Hòa Phát này có một quá trình tăng từ dưới đáy lên rất là mạnh. Sau đó đang tạo ra một cái vùng nền này mình đánh giá là một vùng nền nó đang tích lũy lại, được chưa? Nhưng cái vùng nền này hơi bị lỏng nên là phải chờ cho nó siết cái nền lại. Và khối lượng, ví dụ Hòa Phát vừa rồi giảm 14% từ đỉnh thì Hòa Phát có thể chú ý giai đoạn tới. Còn Hoa Sen giảm tới 18% từ đỉnh, được chưa? Nam Kim cũng giảm tới 17% từ đỉnh, trong khi Hoa Sen với Nam Kim thì bị bán khối lượng khá là lớn, được chưa? Bán là lớn nên dòng thép cũng chưa có điểm vào, được chưa? Bất động sản thì sao? Bất động sản ví dụ như thằng Đất Xanh này, những cái cổ phiếu mà nó tăng nóng từ đáy lên này, đây là cổ phiếu tăng nóng từ đáy lên, có nghĩa là tăng, chúng ta thấy này, tăng tới tận 100% từ đáy lên. Các cổ phiếu này nó sẽ phải tích lũy lại khoảng từ 3 đến 6 tháng, được chưa? 3 đến 6 tháng để nó bước vào một quá trình tăng mới. Tại vì sao? Thứ nhất là cái vùng nền tích lũy ở đây nó ngắn, được chưa? Ngắn thì sao? Có nghĩa là khi mà nó đi lên nó sẽ gặp áp lực, những cái người mua ở dưới này dễ bán chốt lời và những cái người hòa vốn ở bên trái này bán ra, nó tạo ra một cái lượng cung rất lớn, được chưa? Nên nếu mà cái nền ngắn như thế này mà cổ phiếu kéo lên thì dễ bị cái lượng cung nó chốt vào đầu, nên để mà kéo lên nó sẽ rất là khó khăn, vất vả và nó sẽ tốn rất là nhiều tiền. Nên và cái nền ngắn như thế này thì thường tổ chức sẽ gom được rất là ít hàng, nên là chúng ta sẽ phải chờ cho cổ phiếu này nó sẽ tích lũy lại từ 3 đến 6 tháng để làm sao để tổ chức nó gom được nhiều hàng hơn, để sau này nó mua, nó thu gom tới mức kiệt cung và nó gom được cái nhiều hàng, thì sau này khi mà đánh lên ở cái vùng cao mới thì tổ chức nó phân phối ra nó mới có nhiều lợi nhuận, được chưa? Mình lấy ví dụ cho anh chị nha, ví dụ cho anh chị đây, ví dụ như là một quá trình đi lên rất mạnh của cổ phiếu này, tăng tới tận là
hơn 130%, sau đó nó sẽ phải sideways tích lũy ở đây tới tận 11 tháng để nó bước vào một cái nhịp tăng từ 20 lên 45, tăng hơn gấp đôi, được chưa? Thì ở đây cũng thế, khi mà là cổ phiếu này nó tăng 100% thì nó cũng phải tích lũy từ 3 đến 6 tháng, tích lũy càng lâu càng tốt, được chưa? Để cho bước vào một cái quá trình tăng mới. Ví dụ đích này, chúng ta thấy không? Đích không? Ví dụ giai đoạn trước này nó tăng tăng từ đáy đi lên, từ đáy đi lên là tăng tới 176%, thì nó phải có một quá trình sideways, hấp thụ sideways ở đây tới tận 8 tháng để bước vào một cái nhịp tăng mới từ vùng giá 20 lên vùng giá 100 gấp 5 lần, thì nó phải có một quá trình sideways hấp thụ 8 tháng và cuối quá trình tích lũy cổ phiếu rất là kiệt cung. Kiệt cung chứng tỏ là gì? Chứng tỏ không còn ai bán ra nữa, chứng tỏ là tổ chức đã thu gom một cái lượng hàng trên thị trường và tới mức thanh khoản cạn kiệt, và khi nó thu gom cạn kiệt thì cái gì càng khan hiếm thì càng dễ tăng giá, thì tổ chức nó mới điều khiển được giá. Có khi mà lượng cung nó còn bán ra rất lớn, chứng tỏ là tổ chức nó chưa kiểm soát được lượng cung trên thị trường, được chưa? Quy luật của VSA là thứ nhất là theo định luật cung và cầu, được chưa? Cung và cầu có nghĩa là cái lượng cung càng khan hiếm, cái gì càng khan hiếm thì thì nó càng dễ tăng giá, được chưa? Ví dụ ngày xưa thời Covid ấy, khẩu trang rất là khan hiếm, do cái nguồn cung của nó cạn kiệt thì cái giá nó đẩy lên gấp rất là nhiều lần. Thì nguyên tắc trong cổ phiếu cũng thế, khi mà nguồn cung bị thu gom tới mức cạn kiệt thì nó sẽ kiểm soát được lượng cung và cầu vào đẩy giá tăng lên rất mạnh, được chưa? Đó. Còn ví dụ này, ví dụ như VP Bank này, VP Bank giai đoạn trước này, cổ phiếu VP Bank tăng tới 60%, từ đáy đi lên thì nó phải có một quá trình sideways hấp thụ ở đây từ tháng 5 tới tháng 11 là 6 tháng để nó bước vào một cái nhịp tăng từ 9 lên 23, 93, 27 gấp 3 lần, được chưa? Nên không phải là cổ phiếu nó tích lũy một tháng mà nó tăng gấp 3 lần được, mà nó phải có một quá trình sideways, được chưa? Sideways từ 3 đến 6 tháng. Hiện tại như cổ phiếu VP Bank cái giai đoạn này nó tích lũy khoảng độ 6 tháng để nó có một cái nhịp tăng mới. Thì chúng ta thấy các cổ phiếu như bất động sản, ví dụ như đất xanh thì nó tăng 100% từ đáy lên và nó cần một cái quá trình sideways hấp thụ khoảng độ 3 đến 6 tháng thì nó mới có một cái nhịp tăng mới, được chưa? Đất xanh cũng thế, đích cũng như thế, được chưa? Đích nó cũng có một quá trình tăng từ đáy đi lên là tới 124%, thì nó phải tích lũy khoảng độ 3 đến 6 tháng, hiện tại ở đây mới được chưa đầy một tháng, được chưa? Nên chúng ta chờ nhé, chúng ta chờ cho giai đoạn sắp tới, được chưa ạ? Nhưng chúng ta phải nhìn vào cái dư địa của cổ phiếu khi nào chúng ta đánh. Ví dụ CKG này, chúng ta thấy có một quá trình tăng dốc từ đáy đi lên, tăng dốc từ đáy đi lên tới 160%, thì nó phải sideways ít nhất ở đây khoảng độ 6 tháng. Mất wifi. Nhưng mà cổ phiếu này tích lũy không thành công thì nó rơi xuống, được chưa ạ? Tích lũy không thành công thì nó rơi xuống. Đó, đây là dòng bất động sản. Còn dòng dầu khí thì sao? Dòng dầu khí thứ nhất là cổ phiếu BSR nó yếu, được chưa? Nó vẫn đang nằm trong một cái gọi là trendline giảm với cái dòng tiền rất là yếu. Con gas này là con cổ phiếu đầu đàn của dòng dầu khí, nhưng mà nó rất là lỏng, nó không có một cái dấu chân bàn tay tổ chức thu gom trong này, được chưa? PVC thì nó vẫn nằm trong một cái trendline giảm, được chưa? Có PVD thì sao? PVD nếu mà cổ phiếu này nó đã đi lên và cái điều chỉnh của nó không đáng kể, được chưa? Nó điều chỉnh rất là ít và nó tạo ra mô hình nền trồng nền, thì cổ phiếu này là cổ phiếu test cung thì có thể mua tỷ lệ nhỏ đánh lấy vị thế để săn điểm nổ, thì nó có thể về được cái biên độ khoảng độ vùng giá 19 khi mà nó chạm cái trendline ở đây vùng giá 19, được chưa? PVD là một cổ phiếu có thể sắp nổ trong thời gian tới. PVS cũng thế, nó rất là lỏng lẻo, được chưa? Lỏng lẻo nên chúng ta không nên tham gia nhé. PVChan thì nó vẫn nằm trong một cái quá trình đi lên, nó chưa có thay đổi tính cách, ai có hàng vẫn tiếp tục nắm giữ, còn điểm mua mới thì không có, bởi vì nó có thể về được vùng giá 22.5 hoặc vùng giá 23, được chưa? Ai có hàng tiếp tục nắm giữ, khi nào nó đảo chiều thì mới bán. Dòng điện thì sao? Dòng điện thì con gách này khá là lỏng, nó có một phiên sách ao này, hai phiên sách ao, ba phiên sách ao, nó bị kéo lên hưng phấn, sau đó bị bán ngược trở lại, kéo lên hưng phấn bị bán ngược trở lại, thì nó giảm ba cây sàn như này là chứng tỏ là nó rất là yếu và nó bị bán tháo, thì chúng ta không nên tham gia đối với những cổ phiếu bị yếu như thế này. Nhân trạch 2 thì vừa rồi chúng ta thấy là cái vùng này là vùng phân phối của cổ phiếu UTAD, sau đó nó rơi thì thị trường chung hồi phục, nó cũng hồi phục một cách thanh khoản yếu và nó đang tạm chạm tới cái vùng phân phối như thế này nên chúng ta không nên tham gia nhé. PC1 thì sao? PC1 mô hình vai đầu vai ngược và
thị trường giảm nhưng mà nó không giảm, nó có một cái sự hấp thụ lượng cung rất tốt, và cuối đó nó có một cái pha kiệt cung, sau đó dòng tiền đi vào, chúng ta có thể tham gia đối với cổ phiếu này tỷ trọng nhỏ, được chưa? Tỷ trọng nhỏ. GEG, GEG thì sao? Mô hình vai đầu vai ngược ở đây, và nó có một quá trình đi ngang kiệt cung rũ bỏ này, thì đây là một phiên pivot, thì chúng ta có thể mua ở phiên này với tỷ trọng nhỏ, được chưa? Nguyên tắc của giai đoạn này là đánh tỷ trọng nhỏ và đánh ngắn. Dòng đạm thì sao? Dòng đạm chúng ta thấy này, dòng đạm đạm Phú Mỹ này, đạm Phú Mỹ quý 2 năm 2021 là lợi nhuận lên tới 600 tỷ, là trợ lợi nhuận sau thuế là quý 2, quý 1 năm 2021 là quý 1 năm 2021 là 179 tỷ. Đó, quý 1 năm 2022 là tới 2.000 tỷ, vậy chứng tỏ là nó gấp tới tận 10 lần, được chưa? Gấp tới tận 10 lần. Vậy thì cái thằng đạm Phú Mỹ đó, cái quý 1 năm 2022 là cổ phiếu nó đã tạo đỉnh bằng cách bằng cái mẫu hình phân phối hai đỉnh ở đây, phân phối hai đỉnh ở đây, một quá trình PSI phân phối sau đó kéo nước rút BC ở đây, cả cao trào buying climax tạo ra vùng quá mua, thì đây là mô hình phân phối hai đỉnh, được chưa ạ? Đấy, thì chúng ta không nên tham gia đối với cổ phiếu này, bởi vì cái lợi nhuận sau thuế của nó đã tăng gấp 10 lần và nó phản ánh vào giá ở đây, được chưa ạ? Và hiện tại bây giờ chả nhẽ cổ phiếu tăng trưởng nó tăng thêm gấp 10 lần nữa là bao nhiêu lần, được chưa ạ? Nên chúng ta không nên tham gia đối với cổ phiếu này, và nó đã tạo đỉnh lợi nhuận ở quý 1 năm 2022 ở đây rồi, và nó sẽ bước vào cái chu kỳ đè giá. Thì chúng ta thấy này, cái trendline của nó đang là trendline giảm nhé. Đạm Cà Mau cũng thế, nó tạo đỉnh ở quý 1 năm 2023, giá cổ phiếu nó phù hợp với cái kết quả kinh doanh rồi và nó bước vào cái chu kỳ giảm ở đây, nên chúng ta không nên tham gia đối với các cổ phiếu này. Đức Giang cũng thế này, chúng ta thấy Đức Giang quý 2 là năm 2021 lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ, quý 2 năm 2022 là 1.800 tỷ, 3 nhân 7 3 nhân 6 18, nó gấp 6 lần, lợi nhuận sau thuế gấp 6 lần, và giá cổ phiếu nó cũng đã tăng từ bao nhiêu? Giá cổ phiếu đã tăng từ mức giá 20 lên 120 là gấp cũng 6 lần rồi, giá trị cổ phiếu nó cũng đã tạo đỉnh phù hợp với kết quả kinh doanh. Và bây giờ cái thời điểm quý 1 năm 2022, quý 2 năm 2022 đó là lợi nhuận sau thuế tạo đỉnh, và bây giờ lợi nhuận nó đang xuống, được chưa? Cái thời gian đó là nó phù hợp với cái nó hưởng lợi từ cái chiến tranh Nga Ukraine, được chưa? Nên cái dòng hóa chất phân đạm nó hưởng lợi ở cái giai đoạn đó, quý 1 quý 2 năm 2022, và hiện tại thì lợi nhuận sau thuế của nó đã không còn được giữ được ở mức cao như thế, nó đã giảm, được chưa? Và cái trendline của nó cũng là trendline giảm, nên chúng ta không nên tham gia nhé. Đấy là dòng phân đạm hóa chất. Thủy sản cũng thế, thủy sản thứ nhất là gì? VHC nó vẫn đang nằm trong một cái vùng tích lũy ở đây, sideways tích lũy đáy, và nếu thị trường tốt thì nó đi lên cạnh trên, nếu thị trường xấu thì nó lên cạnh dưới, nên sideways thì nó nằm trong biên độ nên chúng ta không biết được cái xu hướng, được chưa? ANV thì nó tạo ra một cái trend đi lên, tuy nhiên là nó rũ bỏ khá là gắt, thì chúng ta phải đợi cổ phiếu này nó đi ngang, nó siết nền một thời gian thì chúng ta mới tham gia nhé. IDI cũng giống ANV, nó đi lên sau đó nó giảm này, nó giảm sàn, thì hiện tại chúng ta phải chờ cho nó tích lũy ở đây một thời gian thì chúng ta mới tham gia giai đoạn sau, được chưa? Có hai cổ phiếu test cung rất là đẹp, đó là PVD, anh chị có thể tham khảo tham gia tỷ lệ nhỏ để mua săn điểm nổ nhé, nhớ là đánh nhỏ T cộng, đây là phiên test cung của PVD. Và cổ phiếu thứ hai anh chị có thể tham gia tỷ lệ nhỏ, đây là FPT, đây là một phiên test cung, thì có thể cổ phiếu này nó đã test cái nền này cũng test rất là đẹp nhiều lần, thì chúng đây là hai cổ phiếu có thể tham gia đánh tỷ lệ nhỏ để săn điểm nổ, nổ lên thì bán nhé. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi, được chưa? Chị hỏi về con cổ phiếu nào ạ? Rồi PVD thì chúng ta thấy là giữ được, u cho anh chị nào mà tới mấy chục cổ phiếu này, phân tích vàng, vàng thì mình không biết nhá. Honeco bác xem hold được không hay thoát, em muốn mua thêm trung bình giá. Mình thì không trung bình giá nhé, ai mua mà bị lỗ thì cắt lỗ nhé. Honeco ITC, Honeco ITC VGC VPG. Honeco thì cổ phiếu này nó đang yếu nhé, cổ phiếu này nó sẽ phải tích lũy lại, bởi vì cái thứ nhất là cái thanh khoản của nó rất là thấp, dòng tiền nó không có vào, thứ hai là cổ phiếu này khá là lỏng lẻo nhé. ITC cổ phiếu này nó tăng một nhịp và nó đang giảm rút trở lại, được chưa? Cổ phiếu này thanh khoản
Dạo này cũng thanh khoản thấp và nó giảm thì cũng giảm rất là sâu đấy chị ạ. Không nên giữ đối với cổ phiếu này, cổ phiếu hồi phục lên thì bán nhá. VGC nó cũng đang quá trình giảm này, nếu mà mai nó xanh thì có thể nó sẽ hồi về cái đỉnh cũ, còn mai mà nó đỏ thì khả năng nó sẽ giảm, để chậm nó sẽ giảm. Những cổ phiếu này rất là khó. Nó giảm theo thị trường chung thôi, nó giảm theo thị trường chung thôi. Được chưa? PVD giữ được nhé, có thể gia tăng một chút tỷ lệ nhỏ được chưa? VPBank thì có thể giữ được chưa? VPBank thứ nhất là nó tạo ra quá trình đáy ở đây, tích lũy đáy ở đây, nó test một lần, hai lần, ba lần, bốn lần không thủng thì nó đi lên đấy chứ, đi lên, nhưng mà nó đang gặp cái vùng kháng cự ở đỉnh trái đây. Xin lỗi, kháng cự là cái đáy trước là kháng cự sau, cái chỗ đáy trước là kháng cự sau thì nó đang gặp kháng cự này một lần, hai lần, ba lần nó không vượt qua rồi thì khả năng nó rũ, còn nó kéo luôn, nó vượt 18.8 thì nó sẽ có thể quay trở lại cái vùng 21 được chưa? Gách thì sao? Gách nó yếu lắm anh ơi, gách nó rất là yếu. Gách thứ nhất là gì? Gách này, gách nó có nhiều phiên rất là sách ao, đây là một phiên sách ao này, hai phiên này, ba phiên này, ba phiên sách ao có nghĩa là nó kéo lên, nó dụ cầu vào xong nó bán ngược trở lại với khối lượng rất là lớn, thì nó rũ ba cái phiên giảm sàn như thế này, có nghĩa là nó rất là yếu thì chúng ta không nên tham gia nha, hồi phục lên thì bán được chưa? Gách rất là yếu. STB thì giữ được nha, STB nó rất là mạnh, chúng ta thấy không, trong các cái nhịp điều chỉnh của thị trường thì nó chỉnh xong nó lại lên, chỉnh xong lại lên, chỉnh xong lại lên, nó rất là mạnh, thì nó có thể nó quay trở về cái vùng kháng cự ở đây, vùng giá 25.4 để nó tích lũy lại, có thì giữ, còn chưa nên mua thêm nhé. STB á, có thì giữ và không nên mua thêm. Gamadep à, Gamadep thì cổ phiếu này là dòng cảng biển, mà cảng biển thì nó cũng đang yếu và hiện tại nó đang thanh khoản nó đang rất là thấp, gần như là nó không có cái dòng tiền lớn vào đây, không nên tham gia, còn có thì tùy giá mua, nếu có lãi thì cứ bán thôi được chưa, còn lỗ thì bây giờ cứ lỗ 4% là bán được chưa. Gách thì sao? Gách thì hồi lên bán nha, gách yếu được chưa, gách yếu. Gamadep thì cũng yếu được chưa. Pao thì có thể mua tỷ trọng nhỏ được. Pao nói chung là dòng điện là dòng phòng thủ, chúng ta thấy Pao này ở mẫu hình một đáy hai đáy thì nó nổ lên khối lượng lớn thì tham gia được nhé, nổ lên khối lượng lớn thì tham gia được. VPBank thì giữ được nhé. HBX cả, HBX đâu có cổ phiếu này đâu nhỉ, hay là HPX là cổ phiếu đánh bạc nha, các bạn không nên tham gia đánh bạc đối với những cổ phiếu này. Cổ phiếu này thứ nhất là đề thấy một phiên mà khối lượng lớn 165 triệu cổ, nhưng sau đó ai mua thì nó vẫn rơi bình thường nên chúng ta không nên tham gia, mà chúng ta chỉ mua ở cuối quá trình tích lũy đầu giai đoạn đẩy giá. Tại vì sao nó rơi sâu như thế này, vậy chứng tỏ là nó không phải là giai đoạn đẩy giá mà nó giai đoạn đè giá. Mà đè giá để làm gì? Đè giá thì để là phân phối, mà một là đè giá để gom hàng, mà gom hàng chúng ta thấy là nó mới gom được có độ một tháng thì chúng ta chưa tham gia, chúng ta phải chờ cho những cái cổ phiếu này nó đi ngang, nó sideways khoảng độ 1 năm đến 2 năm thì chúng ta mới nhìn lại nhé. Đúng với cổ phiếu như là HPX này, Novaland này, Phát Đạt này, Gill này, những cái cổ phiếu nó tránh xa được chưa, không nên bắt đáy. Tất cả các thiên tài chứng khoán trên thế giới người ta không có dạy bắt đáy được chưa. BSR cổ phiếu này nằm trong một trendline giảm, không nên tham gia dòng tiền yếu nhé. Dòng dầu khí chỉ có PVD là ổn được chưa. KLB nó đang dính tới vụ trái phiếu của thằng Sun Sun Group ấy, được chưa? Chúng ta không nên tham gia, giảm sàn này, xong tăng trần này, con này gần như là không có thanh khoản luôn, cái đoạn này đâu có thanh khoản gì đâu, không nên tham gia nhé. Đoạn trước là nó có thanh khoản một tí thì mình có tham gia, cái giai đoạn này gần như là không có thanh khoản, được chưa? Nó rất là không ổn định, ví dụ một phiên nó có 4.000 cổ, xong một phiên nó tới 500.000 cổ, nó không có sự gọi là đồng đều về thanh khoản nên chúng ta không nên tham gia nhé. Thanh khoản dù gì nó cũng phải mỗi phiên nó có khoảng vài trăm nghìn cổ phiếu trở lên nó ổn định thì chúng ta mới tham gia, còn con KLB này gần như là mất thanh khoản như vậy. Sam thì nó yếu lắm anh ơi, Sam thì thứ nhất là nó đi lên sau đó nó rũ trở lại, nó gần về cái test cái đáy này rồi, nó yếu nhá, mình đánh giá là con Sam nó yếu được chưa, chúng ta chưa nên tham gia đối với cổ phiếu này được chưa, yếu không nên tham gia. Chúng ta chỉ thứ nhất là mình tặng cho anh chị hai cổ phiếu có thể tham gia, đấy là FPT là một này, được chưa? FPT nó tạo ra một cái nền khá là chặt và nó test cái nền rất là nhiều lần rồi, test lần một vốn 1,5 triệu này, test lần hai 1,1 triệu này, test lần thứ ba có 600.000, có nghĩa là nó kiệt rồi, ba lần test không thủng và cái phiên hướng lên test cung được tham gia này, anh chị nhảy vào mua một chút được chưa, không đánh nhiều, ví dụ một tỷ thì có thể đánh 100 triệu thôi, đánh ít thôi được chưa. Và con
VVD chúng ta thấy không? Đây là một mẫu hình nền trồng nền cổ phiếu thị trường điều chỉnh, nhưng mà cổ phiếu này nó điều chỉnh rất ít, sau đó nó đi lên rất là nhanh. Đấy là hai cổ phiếu tặng cho anh chị, được chưa ạ? Đó, anh chị có thể tham gia đối với hai cổ phiếu như thế.